Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giê-xu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Joanna, vợ ông Susanna, quản lý của vua Herode, và bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-xu và các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, cùng đi với Đức Giê-xu có nhóm 12 và mấy người phụ nữ. Họ đã lấy của cải của mình mà giúp người. Sống đạo không chỉ là việc mỗi ngày chúng ta đến nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện, nhưng còn là việc chúng ta chia sẻ của cải vật chất cho nhau. Đây là điều mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta qua trang tin mừng hôm nay. Quả thế, trong suốt hành trình loan báo tin mừng, Chúa Giê-xu luôn được sự đồng hành, tiếp đón của biết bao tấm lòng hảo tâm, sẵn sàng tiếp rước và trợ giúp người về tinh thần lẫn vật chất. Đó là các bà Maria, cũng gọi là Magdalena, người đã được trừ khỏi bảy quỷ. Bà Joanna, vợ của ông Chusan, viên quản lý của Herode. Bà Susanna và nhiều bà khác. Ngoài ra, còn có gia đình Betania của chị em bà Marta. Những người này có một vị thế rất quan trọng và rất đáng trân trọng và được Chúa yêu quý một cách đặc biệt. Ngày nay cũng thế, giáo hội không ngừng khuyến khích và ghi nhận những tấm lòng quảng đại luôn sẵn sàng đóng góp của cải vật chất để nuôi dưỡng các nhà truyền giáo, các ơn gọi linh mục và tu sĩ. Nhờ những người quảng đại này, biết bao công trình nhà Chúa đã được xây dựng, bao người trẻ được huấn luyện trở nên những nhà truyền giáo, những linh mục, tu sĩ hăng say loan báo sứ vụ truyền giáo nước Thiên Chúa. Sự đóng góp và sự trợ giúp như thế của những tấm lòng quảng đại được giáo hội trân trọng và ghi nhận và thúc đẩy mọi Kitô hữu xem như là một bổn phận cần ghi nhận và thực hành như là một điều răn mới của Hội Thánh. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết quảng đại, sẵn sàng chia sẻ của cải vật chất để giúp cho giáo hội chu toàn sứ vụ mà Chúa đã ủy thác, làm cho muôn dân nên môn đệ của Chúa. Amen.